Rồi, chúng ta cùng đánh vần nào. Và lưu ý một điều nữa, không được xem tài liệu trong phòng thi. Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ chân dung. Trong cuộc sống này, các em phải thích nghi. Thầy yêu cầu trong bất kỳ mối quan hệ nào, các em cũng phải cho người ta cái chân thành. Thầy ơi, từ này nghĩa là gì ạ? Dễ thế mà không biết. Nghĩa là chó. Trong cuộc sống của mỗi người trong các em ấy, chúng ta phải đi tìm chân lý.